Hello, chào các bạn, giờ mình đang lẻ cá này. Mình sẽ quay cá dưới nước cho các bạn xem nhé. Mệt quá, mình phải có hơi cá trên ghế này. Cá trên dưới nước lũ không? Thì em phải lẹn ra. Vậy đó. Chào các bạn, hôm nay là một buổi sáng. Mình đi kích cá, đây là những dụng cụ của mình, bao gồm. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Máy nổ với máy kích, cái vật. Và một cái thùng để đựng cá. Đằng kia là ghe, chiếc ghe của mình. Bây giờ mình sẽ lắp ráp trên ghe nha. Các bạn xem mình nên làm nha. Bây giờ mình sẽ lắp cái máy nổ trước. Mình sẽ thử cái máy nổ nó có nổ không nhé. Thôi bây giờ mình sẽ ráp cái máy ấy. Mỗi lần đi là phải thử máy trước, tại vì không biết khi nào nó hư nha.
Rồi mọi thứ đã sẵn sàng chuẩn bị đi nha.